Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh của Việt Nam Vlog. Chúng ta đang xem clip kẻ gian đột nhập vào tiệm bạc ở phường Thới An, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Lấy đi số nữ trang trị giá 1,2 tỷ đồng nha các bạn. Hình ảnh camera ghi lại vào lúc 1 giờ 43 phút ngày 15 tháng 11, một người đàn ông đã đột nhập từ mái nhà, lấy đi 3.000 mặt dây chuyền, 1.000 chiếc lắc tay vòng tay và 360 lắc bạc nha các bạn, cùng 11 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản bị trộm là 1,2 tỷ đồng nha các bạn. Đây là siêu trộm, đây là một thanh niên khoảng trung niên các bạn, đeo khẩu trang, đột nhập từ mái nhà. Rất may đây chỉ là tiệm bạc thôi các bạn, nhưng mà trị giá của tài sản lên tới 1,2 tỷ đồng. Nếu mà tiệm vàng là chắc cả trăm tỷ nha các bạn, không còn cái gì luôn. Hiện nay siêu trộm ở thành phố Hồ Chí Minh diễn ra rất là nhiều, đa số là sau đó đã bị bắt nha các bạn, nên là chúng ta không nên đi trộm để làm gì, cuối cùng cũng bị bắt thôi. Rồi, video đến đây kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh của Việt Nam Vlog. Nhớ bấm đăng ký kênh để xem nhiều video mới hấp dẫn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.